Giao. Tôi là Tà Mau. 0947640046. Ôi, líp lỗ rồi. Để em hun nó cho. Hun bằng nước lên, nó đang líp lỗ, hun nào nước. Hai con liền. Một con chuột to, một con chuột nhỏ ấy. Đâu nhỉ? Trong trong cái góc kìa. Đào trong, nhanh cho để nó vừa lại lặn lặn vào đây giúp vào luôn. Hello. Xin chào tất cả mọi người đã quay trở lại với anh em mình vừa đi dồn chuột rồi chạy mất hai con, không biết hai con hay kia nó vào không này, nhưng từ từ mà... lỗ cái kìa, mới về gọi chó đi, phải có chó. Nói chung là anh em mình đang đi đồng thì nó giúp từ trên mương cỏ, nó chạy từ trên mương xuống ở đây, nó đang líp lỗ nào, tránh ra cho đi cả bờ luôn được. Hôm nay anh em mình đi ra đồng không đem chó. Đúng nên là anh làm chó đi. Ta đang làm chó đây này. Vậy xịt. Con bây... chó nó biết hơi chuột là mới đuổi kinh. Nhưng mà bây giờ này mới tìm được cái ngách nó bay lên. À, đâu nhỉ? Đấy, chọc cái que vào. Nó ăn lên trên. Ôi. Ôi. Nó chạy từ mương trên. Ui, ui. Ui. Ui trời. Chảy mương rồi. Chảy mương. Đâu. Ui, vào đây nhỉ. Ui sao nó có ngách đi rồi ấy. Anh ạ. Hả? Có ngách đấy. Ui. Có ngách mà. Trong này cái hầm gì ấy. Ui mới chỉ cục đá. Cục đá gì đen xì nữa, to quá. Khởi ra. Ôi. Khởi ba cục đá đi ra. Đá đâu mà đá, ui. Mà ba. Lấy đều mà ba, anh được bốc quyết. Nhìn nhìn, từ từ. Ôi. Ba từ. Ba rồi. Phải mưa lũ thì nó mới ra. Ai biết được. Mưa lũ thì ai cho người ta ngập qua ba nó mới bỏ ra. Có mưa đâu nữa. Ui. Ôi. Đá. Ui, im im im. Đá mà. Bà ba. Đây 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 đây. Ba. Ôi, con chân nó xuống nước. Con chân nó xuống nước. Lên lên lên. Lên lên lên. Đi mượn cái xô, chạy ra kia mượn cái xô nhanh lên. Bà ba mọi người. Ôi. Nhanh 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 nhanh. Ôi. Còn hôm nay em mới ba cục, chắc là ba con đấy. Báo. Ui, sầu lắm. Báo. Thế làm sao bắt được nó nhỉ? Tho vào nó cắn. Tho vào nó cắn chết. Cắn nó cắn. Ây da, sầu lắm. Thật, nó cắn rồi đây. Ừ. Đây, 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 đây. Ui. Ui. Nó nằm như cục đá luôn đấy. Ui, vừa rồi em tưởng đá cơ. Còn sao ba ba lại ở đây nhỉ? Ai biết được. Hay là cái từ cái đợt lũ trước nó sổ ao ra? Không biết. Ui. Ui. Chắc nó ngược nước lên đây. Đúng rồi. Ngày trước mấy cái ruộng này nó bị ngập hết nè. Đây đây. Như cục đá. Đầu nó đâu? Chà, cục đất mà. Đây đây. À, đúng rồi, đúng rồi. Chơi, bắt ra, bắt ra, bắt ra, bắt ra. Mày à, vừa ấy. Sạch đi. Rồi. Sạch vào. Cẩn thận cắt cho này. Con. Lúc này em thấy ba cục ngay gần đây xong rồi. Nó bỏ nhanh vào đấy thế nhở. Ui, em vừa rồi em tưởng đá cơ. Con bé mà con to đùng này á. Thế là bị con. Thế cả đàn nhà nó rồi bị vài chục con. Ui, sầu lắm. Cái vụng vụng cái này nó ngập úng. Ta giúp vào đây. Ôi, chết rồi. Ui, sản phẩm chết rồi. Nói chung là sấm chớp này không sợ. Tại ba ba nó cắn là
nó sầm chớp nó mình nhả. Anh ơi, thấy là thế. Lúc nào mà nó sầm chớp phát đi, anh cho nó cắn thử vậy. Ừ. Xong rồi nó nhả luôn mà. Mày cho cắn đi. Ê, chào. Thấy đâu nó lặn, nó sâu lắm. Ui, đấy sao? Ui, đây rồi. Mà tao không biết đâu nó đâu, tao không dám lấy à. Móc bưởi, chắc còn chết rồi. Móc bưởi thì chết à? Đấy, thế này là nó không dám cắn nữa. Có sấm chớp này. Ui anh ơi, hai này nó nên nhau. Ui, nó cắn nhau này. Không nè. À, lùi à? Bà mày lùi đi. Ôi, nhanh lên. Không, chạy đâu đâu, hết nắng. Đấy, nó cắn đấy. Nó cắn cả xẹt ơi. Hả? Hả? Đứa còn không, còn không? Móc hết móc mỏi đi mà. Từ. Hết rồi sao? Hết chưa? Mình tưởng nó to mấy kia nó gì? Ồ à, ba con này bé. Nó có một ngách xuyên sang bên kia nhưng mà hình như là cái ngách của chuột ấy nó chỉ nhỏ thế này thôi. Còn cái hang này đến đây rồi. Ôi, cái chuột nó đi đâu rồi? Hả? Thế thì nó chạy đường ngách đi. Điên à? Không biết được. Chuột cho to. Nhưng mà hang chuột ở đây thì nước của cái ổ ba ba này nó phải ngập chứ. Chết ạ. Ui. Thôi thôi. Không đâu. Chạy nhanh không? Không chết còn lại chết. Đi đi. Đi đi. Nó thế này là tường. Ui giời ơi. Ôi. Con này lên bờ nó chạy nhanh thế nhỉ. Wow. Có một con bé tí này. Á à, chạy đâu. Ấy. Con này khá to nha mọi người nhá. Anh ơi, con mini này buồn cười kìa. Cho em con này. Cho mày con đấy mà nuôi. Ê, em vậy em nuôi. Bắt con kia, bắt con kia. Ây, một thỏ muỗng nha. Con nhau cả coi. Nào cho đây. Đớp được em. Đứng đây, cho mày một con đấy mà nuôi. Em mang cho mày hai con nhỏ nuôi. Thả xuống giếng ấy. Thả xuống giếng á? Ờ. Giếng em sâu lắm, nó chết tôi. Thả xuống giếng ấy. Em nuôi con này. Em thả em bể. Đi, xuống dưới kia nướng đi. Đi. Thả chớp này. Hay là về nhà nhờ. Sợ sớm á. Thôi cứ tính đã, đi xuống ruộng đã. Đi. Đang cày giờ, chuột nó phộc lên. Thế nào lại? Đúng gọi là thôi. Đấy là mày không, đây. Không giải thích nhiều. Tại em về em đi lấy xô. Ê. Em lấy xô để đựng nước. Gặp cái chuột mày ở lúc ở đây đấy. Đố mọi người biết anh em mình sẽ làm món gì đấy? Hấp dẫn nhỉ anh nhỉ? Siêu hấp dẫn luôn. Ba ba. Tiếp đi. Úp chậu. Em đã ăn được. Đấy ăn được. Dị ứng. Mày thì dị ứng cái gì? À? Mày dị ứng cái gì? Dị ứng mà. Úp chậu nhưng mà anh em mình sẽ đây là đang tạo cái gì nhỉ?
mặt sàn. Mặt sàn cho nó chứ không thể để đất được. Đấy. Vì nếu mà không tạo cái này nó sẽ không có cái hơi nóng nó bốc lên ở mặt dưới. Cắm một cọc ở đây nữa anh. Đây, từ từ. Bây giờ phải ướm đã. Thơm nhỉ. Nước chả tới vào thơm kinh điển luôn mọi người. Đây, nướng cả con luôn. Sướng. Đầu nó nữa thôi. Đầu cái đầu. Thêm một cây nữa. Sao cháy? Bát một phát. Nhọt. Chọc. Ôi! Có mà phá hoài thì có. Được đâu. Từ cứ phải bình tĩnh nhỉ. Được, không. À kẹp cổ nó vào rốt thế. Đấy. Kẹp cổ nó vào đây. Đấy. Đưa lên đây. Chặn đất. Ok. Không để cho nó chạm cái trên này không nó cháy nữa mọi người nhé. Đấy. Nói chung là mình thấy món này sẽ khả năng là hấp dẫn đấy, ngon đấy. Thơm nhỉ. Mình tan thịt ngạc không? Là... mà không biết nó ở cái mương đấy từ lâu chưa nhỉ anh nhỉ? Hay là nó để lâu rồi? Còn hai con ở đây tí về về hỏi nó xem, mình bắt đầu rồi. Nhà nuôi. Anh em mình quyết định là chỉ thịt một con thôi, còn hai con để sẽ nuôi lại. Em con nhỏ đấy. Cho Mao Đệ nuôi lại. Nó mày tất nuôi lại. Tất tất nha. Nuôi lại để hôm nào thì thịt. Không. Nuôi chả thịt thì thế thì thịt con to rồi. Con bé nuôi lại. Nuôi chả thịt làm gì nào, đập lửa. Mai cái thuần cho nuôi cùng. Đập lửa đi. Ok. Ok. Giờ chỉ đi lượn. Bây giờ chỉ đi lượn đồng và lượn cái này thôi. Tìm chim này. À, đi tìm chim anh nhỉ? Mình nghĩ sẽ chỉ tầm 20 phút thôi là nó sẽ chín thôi. Còn ba này chắc sẽ chín. Đi. Chín rồi đấy anh ơi. Hai đợt củi đấy. Mà là mày không ăn mà úi rồi làm gì? Thơm. Bây giờ mày anh em mình sẽ phui thử nhá. Mình cũng không biết là chín chưa, nhưng mà mình đã để thêm khoảng độ tầm 10 phút nữa rồi. Nếu mà cứ khui ra thì chín lại cho vào. Kêu cẩn thận lại bụi vào anh ơi. Thế tao mình cần lấy hai dao. Ai xà. Cẩn thận đấy nhỉ. Kẹt rồi, ăn cứt rồi. Ui, mở khe luôn. Mở nói. Kẹt đồ anh chạm à. Hợp lý, đẹp hết, đẹp hết. Ui, nhìn đẹp nhỉ. Nhìn như kiểu là con này tầm khô. Lấy con dao, dao cái khác đấy. Dao nhỏ nhá. Ừ, dao nhọn đấy. Dao khiêng nó lên. À. Đây. Nghe có vẻ là ok đấy mọi người ạ. Dính đi, dính không? Đấy. Được. Nó chảy hết cái mai này anh ơi. Ôi mà
cà chảy, mùi như cà chảy ấy nhỉ. Sạch mai. Đây nha mọi người, vẫn nguyên con nhá. Không biết là hơi quá lửa một tí, nhưng mà cái mai này thì khả năng là vụn rồi. Cái đây, mai che đâu cái thịt ngon đấy nhỉ. Đây, mình sẽ cho mọi người xem xem tổng thể con ba ba của anh em mình nhé. Mấy là có cái mai che đâu cái thịt đấy. Cái mai cháy. Ơi, tỏi cái gì ra đấy? Xương. Mai lại còn xương. Mai chả có xương à? Xương mai à? Thành cổ vật luôn mọi người. À. Ui. Vụn luôn. Ui, cháy vụn luôn nhá. Anh lấy cái này ăn cho quả đỡ gì nữa. À ừ, cái này sẽ để mẹo chữa dị ứng, nó sẽ kiểu như là ai mà bị dị ứng cái gì ấy, là đốt con đấy lên cháy thành than, xong rồi hòa với nước hoặc là làm gì làm nuốt. Ủa? Đấy, uống là sẽ hết dị ứng, nhưng mà cái đấy nó chỉ trong truyền thuyết thôi. Chứ thật ra mình thử rồi, hôm mình ăn kiến ngạt, ăn gì nhỉ, ăn ve sầu. Ui, cũng dính hết. Đây. Đây là mặt dưới của nó nhá. Ui, 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 rụng hết, rồi hết đùi. Nó ra cả. Ui, làm cái đùi đã. Ui, quả đùi này. Ui, quả đùi nó này. Mọi người thấy ngon chưa? Ui, mời tất cả mọi người nhá. Ngon à? Ra gì? Mẹ. Thịt nó mà lệ á, là kiểu mà là dị ứng. Dị ứng ngồi đấy mà là đúng nhá. Lần trước ăn ba ba nấu chế đậu ấy, vì dị ứng không dám ăn nữa. Nhưng mà nhìn thèm thôi rồi đấy. Thịt nó này. Dị ứng cái thằng này nó ăn gọi là đủ thứ rồi mà nó lại dị ứng cái con này, cả con lửa nữa. Ăn trái là gì mọi người? Ngon thế nhỉ? Chả ngon. Chả ngon. Chả ngon. Ui, đây nè, phần thịt này. Đoạn thịt thịt người nữa. Chả ngon. Ăn đi, nhem nhem nữa. Ăn phải thưởng thức chứ nhỉ? Nhanh lên để đi bắt chuột. Chỗ này cháy quá, bỏ chó. Đánh lên để đi bắt chuột. Wow, thịt nó chắc thật đấy mọi người ạ. Phải nói là ngon gì mà ngon, chả ngon. Lô, đây, sang đây anh cho cái xương này. Này, đấy. Quả thi ai của nó đi này, xương ấy. Nhìn này, nhìn cái sụn nó này. Chả ngon. Điều ngon lắm nhỉ? Chả ngon. Điều ngon. À, ngon ăn đi. Đây, con miếng thịt. Đấy. Không ăn được. Đấy, ngửi cái. Nghĩ thịt, đấy. Ngửi là ăn đấy. Chả có mùi thơm. Về trái gái ô. Ui, ngứa thế. Ngứa thế. Tôi tí nữa kéo anh lại bị ngứa đây. Hôm trước không ngứa. Mình sao? Nói chung là mình bị dị ứng con ve sầu này. Ngày trước ăn con gì nhỉ? Con dế ở ngoài đồng cũng bị nhá, nhưng mà toàn 3-4 tiếng sau mới bị thôi. Dế này. Kiến ngạt này, cái con kiến ngạt đấy. Với những cái con mà nó cứ chui chui trong lòng đất. Cái ong mình ăn được không? Ong bây giờ tao ăn được rồi, ngày trước mình cũng dị ứng cả ong, rượu ong cũng bị. Không chả dị ứng con gì, chỉ dị ứng con ba ba với cả con lửa. Lần đầu tiên mình ăn ba ba ấy là từ 2009 cơ, chục năm trước rồi. Nói chung là khi mà ăn ba ba bị dị ứng một lần ấy, lần sau sẽ không bị nữa, mọi người cứ yên tâm. Thật, ngày xưa mình dị ứng ba ba ở nhà ấy, người biết không? Có đúng một con ba ba bé bằng nửa con này thôi, bằng cái con nhỏ nhỏ ấy đấy, đi câu được về nấu một nồi chuối đậu. Trời, cá một nồi chuối đậu ngon thơm. Anh với hai thằng bạn ấy ăn, phải nói là
thịt ba ba ấy, bới trong nồi chuối ấy, chắc khoảng tầm 5 phút mới bới được một miếng ấy. Mà tao ăn khoảng, ăn khoảng mấy miếng thôi, ăn lần đầu tiên ăn mà, ăn có mấy miếng thôi. Ui đi chơi đến 1 giờ sáng về ngủ. Nổi nhá. Từ mê cơm cháy nổi như mê cơm cháy từ đầu ngón tay lên đến đầu này, xuống lên chân. Đến 1 giờ sáng biết mua thuốc ở đâu. Mà không chữa được. Ba ba được chứ đậu ấy. Nó chỉ rất nhiều chuối mới đậu mới cả đấy. Thế mà em đã có một bát cháo. Thế là mình mới phải à, về ngủ kinh điển à, ra nhà tắm rồi đấy, ra nhà tắm nằm đến sáng đầu lên đỏ mẩy ngứa ăn thuốc gì đấy là chỉ gọi là mới đầy người ấy, mới gọi là nóng trong thôi, còn riêng mà đã dị ứng ui nói thật là kinh điển. Nhưng mà lần sau mình ăn lại không bị nữa. Ừ. Thế là bây giờ mình ăn được ba ba đấy. Chẳng còn vây sầu thì không ăn được. Vây sầu cái con mà nó vượt từ dưới đất chui lên ấy thì mình không ăn được. Con đấy béo lắm, ăn sướng. Con đấy mau đệ lại ăn được. Ăn sướng lắm. Dế mèn không biết là mình ăn được chưa. Dế mèn chắc anh ăn được rồi đấy. Dân gian kể lại là nhưng mà ngon nhỉ. Chị ứng cũng ngon nhỉ. Mày giá. Nhỉ. Món dế mèn ông nướng ấy nhỉ. Ngon. Mà lại cá sướng ăn phê. Hôm nào làm lại chứ không. Dế mua đấy. Đến mua ơi, gì kinh nhiều thế lắm. Ờ. Không chả ăn gì. Ăn con bà ba này nó ăn còn ăn tạm. Không ngon lắm nhưng mà cố, ăn cố. Không phải kiểu ăn cố. Thế là từ ngày bị dị ứng xong là mình ăn bà ba tẹt không dị ứng nữa. Cái phí đấy, cái này cháy mất một phí nhỉ. Cái miếng này phí quá mọi người ạ. Nó nhìn thử xem. Đây cái lớp da nó lại vàng đang muốn cháy này. Ăn để chắc được. Nó kiểu nhảy. Ăn để hưởng thụ kiểu nhắm mắt lại. Cháo ra gì? Ăn cái này vào đây chị ứng. Không. Đấy, đắng. Anh thử cắn miếng á. Không. Đắng. Kinh nhỉ, cái vỏ này mình thấy phát rồi.